Rồi, chào tất cả các bạn nghe. Hiện tại thì giờ mình cũng còn ở Hà Tĩnh các bạn. Hôm nay được cái cảnh chứng kiến anh em ở đây người ta làm cái món bê thui. Mình cũng xin ghi lại cái đoạn video ngắn cái cách làm bê thui ở người dân Hà Tĩnh nha các bạn. Rồi bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp cái video này của mình ha. Rồi thì từ hồi nãy giờ các bạn cũng đã thấy rồi đó, anh em đã cạo sạch thích lông rồi. Bây giờ lấy một cây sắt to để chọc ngang con bê nè. Tí nữa đặng mình để lên lửa mình quay ha. Giờ tầm khoảng 5 giờ sáng rồi, nhưng mà anh em ở đây cũng rất là hăng say để chuẩn bị cái con bê thui này. Rồi tiếp tục thì anh em ở đây lấy một khoanh kẽm ha, đặng buộc chặt con bê với cái cây sắt cho nó cố định vào, đặng tí nữa khi mình quay nó chắc chắn hơn nha các bạn. Nhìn có vẻ như cũng hơi cực khổ làm mấy con đoạn này nha các bạn. Không chưa? Sớm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Về nằm đi. Tao đi lấy cái ghế cho tôi. Thằng nữa đây, thằng nữa nhặt cái nữa bên chứa đồ nước luôn. Bên đây. Thằng Hồ. Thằng Dũng. Thằng Hồ. Thằng Hồ. Thằng Hồ. Hiu hiu. Dương Dương. Anh nó đánh nhau đột lắm, nó đánh này. Mày mua lông mẹ hay Dung hay? Dạ. Mua thêm lông này lông mẹ hay? Lông mẹ mua gì? Lông gà, lông gà. Toàn đồ nó bỏ nó tui đấy chứ. Lông gà nó mua. Lông gà đó. Lông gà mua mười lông mua. Tớ xả mấy cái đi mua cửa. Ờ đúng rồi, tớ xả một chí đây đến tớ mua thịt bé luôn. Tớ mua thịt bé để mua đi tớ. Anh đi chơi thì tớ rồi. Chờ xem quậy á. Quậy đó. Đúng. Không em cứ bỏ vào cho hết đi cái thứ đấy, cái thứ đấy nói được. Bỏ vào đây. Bỏ vào đây, đây hôm nay đi lấy tiền. Cái như cái đây. Đấy. Của nhà trong được đó. Cái ra Vinh đây này. Cái Vinh này. Cái món lạ là đi ở đấy, ở đến cái kia đây này. Đây. Bỏ đi đi. Đây nhà vô. Nhà vô máy lan nhé. Đều giúp tăng. Đó. Ăn ăn này vì cái này chứ. Ăn đây này nhá. Mò đen cỏ chứ. Từ phía bàn ra ăn thắm rồi. Em có cấn lên lỗ rồi. Thằng này lột ra lột cái tên. Cả lâu lâu nổi chứ. Thằng nữ đang ngửi lên đây. Thì đang chủ lực đi. Ờ thì Dương. Rồi thì nãy giờ đã qua rất là nhiều công đoạn nha các bạn. Hiện tại thì con bê đã được đưa lên lửa và bắt đầu mình sẽ thui nó. Nghe anh em ở đây người ta nói là thui con bê này tầm 4-5 tiếng gì nó mới chín các bạn. Thời gian cũng khá là lâu.
anh ăn đục bên kia không ấy. Quay quay. Đổi lại đâu. Bà nếu mấy tí nó lấy chơi trên mất quẹt chứ đừng có thấy một con nọng mà không ra đi nhà nó nên mua đặt đá trong quê đi nó đã có đó nó đã rất đến gì hết về Ninh Bình rồi để chồng anh Ninh Bình nhỉ đây khổ khổ đấy cái nghề rồi ở đây con bê nó cũng có màu vàng nhẹ nha các bạn. Nãy giờ anh em ở đây người ta thui cũng tầm khoảng hơn một tiếng rồi mà cái này còn lâu lắm mới được ăn các bạn ơi. Cái mùi này mất chuẩn lực rồi. Mùi sảy nó chừ đẹp. Mất nổi mất lăng rồi. Còn nó cho cái gì? Mình cắt lò ra. Ừ, đó là sạc đấy. Đó nhỏ như cắt lò ra. Đây, bây giờ con bê đã có màu vàng rất là đẹp. Trời thì cũng đã sáng rồi. Và thời gian con bê này được thui là tầm khoảng 3 tiếng rồi nha các bạn. Vẫn cũng còn khá là lâu để thịt con bê nó chín. Rồi, hiện tại con bê thui này sớm giờ anh em mình thui cũng tầm hơn 3 tiếng rồi. Do quá trình làm con bê thui này mất rất là nhiều thời gian nên mình sẽ tạm dừng video ở chỗ này. Và anh em mình cứ quay như vậy đó, đến khi nào con bê thui chín rồi thưởng thức. Nhưng cái quá trình thưởng thức thì mình sẽ tạm dừng video ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn.